Đừng chờ đợi gì nữa, đừng thắc mắc gì nữa. Khi xem clip này, hãy vào ngay shop vangoc97.com, shop bán vàng ngọc 7 server. An toàn, tự động, uy tín, hỗ trợ 24 trên 24 tại Facebook và Zalo. Hiện tại giá vàng đang X2K 10K 20 triệu vàng và ngọc X5 50K 250 ngọc. Vào ngay shop vangoc97.com để ủng hộ cho em mình nhé. Hello, xin chào mọi người nha. Mình là Tê. Thì mọi người hôm nay chiếc mình làm 10 triệu, mình vừa nhận lương từ anh rồi. Thì hôm nay mình sẽ thử dùng tiền này với 1 triệu thôi. Chích kia một phần nhỏ gì đó, dùng 1 triệu để mua vàng để thử coi, để đi đập đồ giống coi xem là liệu là nó có may mắn không, thử đập đồ kiếm hên, có khi may gã lại xin ra một ít nữa. Nói chung này bây giờ mình sẽ anh coi à? Bán em 1 triệu vàng, bán em 1 triệu vàng 4 tỷ. Sao tính từ từ đã, tính đập đồ kiếm lời à hay sao? Thì đập đồ kiếm lời chơi đó hả, mới nhận lương mà. Học theo anh à, học đòi anh à? Cứt mà được đâu, đâu xem tiền ơi. Tiền đúng tiền thật không đấy? Tiền... Hả? Đúng tiền thật không? Xem nào. Tiền gì mà tiền giả thật. À, vậy là hôm nay làm clip gì vậy? Nay làm clip gì? Đập đồ kiếm hên như anh vậy đó. Thấy anh đập đồ may mắn quá. Kiếm lời hả? À. Kiếm lời từ đập đồ. Đúng rồi. Mày sai đấy con ạ. À. Đem đây 1 triệu đúng không? 4 tỷ. Để mua 1 triệu thôi. Không 1 triệu rồi, ok. À. Đã nhận 1 triệu. 1 triệu là 4 tỷ phải không? Thì 4 tỷ. 1 triệu 4 tỷ. Rồi đã nhận rồi, 4 tỷ. Chỗ anh em. Anh em có chỗ anh em 4 tỷ 5 được, nhưng mà thôi 4 tỷ thôi. 4 tỷ cho đẹp. 4 tỷ cho đẹp. 4 tỷ thì cũng phải mày làm clip thử đập đồ 4 tỷ vàng thì có lời hay lỗ gì nữa. Thôi đéo cho thêm nữa. Vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Nã Tê đây. Chứ mà mọi người thì là 4 cái món đồ. Thì thật ra mình hôm nay mình sẽ đặt 5 món nha. Dạy thần này gồm dạy thần 5 sao, dạy 5 ếch 3 sao, một cái gada nhẫn thần linh 3 sao, một cái dạy thần si danh 3 sao, cái quần thần 3 sao. Nói chung hôm nay mình sẽ dùng 4 tỷ vàng của mình. Mới lãnh lương mấy anh hai à, mới mua lão còi luôn. Không biết là có may mắn không anh em gì đâu, keyboard phải chớn. Xin thêm có 50 triệu mà 500 triệu mà đéo cho. Thì 1 triệu đó là tính ra 1 triệu là 4 tỷ vàng nha mọi người. Thì hôm nay cầm 4 tỷ này đi đập, đi phan đồ ba sao coi không biết là may mắn không. Hên hên đậu xanh nó lại lời thêm 1-2 triệu, đậu xanh lại sướng. Còn khi mà lỡ mà may xui một tí mình nghĩ thì bay 1 triệu thôi, mình cũng chích cái một phần thôi. Bây giờ bắt đầu đập thôi. Những hai món đồ đầu tiên mình đập không lên nha. Tiếp tục là cái giày thần xe danh. Cái giày này là giày thần xe danh 5 sao, nếu mình lên 6 sao là đổi xanh á, đổi trắng thành đen luôn. Với hai là đập đồ nè. Chúc con may mắn là sao con gì trời. Hiện tại thì mình có 1 tỷ 6 vàng và nói chung là nói chung là 4 tỷ. Mình tính ở đây là 4 tỷ 2, tại vì mình còn dư 200 triệu sẵn nha. Mình còn dư 200 triệu sẵn ở nhà, ở gương. Đây đập thôi. 36, 2 lần 36 thỏi vàng và 1 tỷ 7 vàng. Tỷ 6 vàng chứ. Rồi gầm 4 tỷ 2. Đậu xanh nói nãy giờ mình nó không lên nha. Đập đồ kiểu gì khó nha. Thì mình đập đồ toàn 3 sao thôi, nói chung đập đồ kiếm lời. Nói chung mình bây giờ những món đồ này đập lên đó, nó có thể là bán ra với giá cao hơn nữa. Ôi đồ xanh cảm thấy xui vãi chưởng. Đéo lên mọi người à, đéo lên rồi. Cảm thấy thất bại bạc mít đi. Bạc mít này biết sao giờ. Đồ xanh nha, bà không cho con lên là chết nha. Trời ơi, cái gada này gada huyền thoại luôn mọi người. Đâu đập bại đéo lên không ra mà đập mấy lần rồi. Cứ gìn đập 200 triệu đéo lên. Đây gada này nè. Đồ xanh đéo lên luôn. Còn cái dây thằng mồi tử xem. Chúc con may mắn lần sau luôn. Trời ơi, có vẻ như niềm tin đã mất luôn mọi người ơi. Không biết là sao lại. Một là em trắng tay với 1 triệu ra đi. 1 triệu này nói chung đối với mọi người thì cũng không phải là số tiền lớn gì. Nhưng đối với mình đó, một phần 10 của tháng lương của mình rồi đấy. Đéo đùa đâu mọi người. Má đậu xanh vừa nhận tháng lương xong cầm 1 triệu đi mua vàng đập. Đậu xanh có thằng nào chơi lèo gì không đó. Đã nghèo rồi còn sỉ đậu xanh. Ê ui, what the fuck. Ôi lên thì thằng 4 sao ngon quá. Ok, cái giày đầu tiên lên nha mọi người. Một món lá lên 4 sao nha. 4 sao mà mình mất 1 tỷ mấy vàng rồi. Mình mất 1 tỷ 1 tỷ 2 vàng rồi. Hơi bị đau đấy, hơi bị gác đít đấy. Ui, sao những câu chúc mừng con nhé luôn lặp lại luôn như ta. Như ta lên coi bạc bích đổi xanh. Mình auto liên tục nha mọi người, mình sẽ kích liên tục để mình. Ôi lê trời ơi, vẫn không lên mọi người, rất là xui. Nãy giờ mình tốn nãy giờ. Đây, chuẩn bị bán thổi vàng tiếp theo thôi. Bạn sẽ thổi ra đi nữa, chỉ còn bây giờ mình chỉ còn 1 tỷ 3 và 36 thổi nữa thôi nha. 4 tỷ nó nhanh lắm mọi người, nếu mình không đập nhanh là tầm rất là lâu, tại vì đập toàn độ 3 sao mà đâu phải đập độ 6 sao 7 sao gì đâu. Đập độ kiếm lời mà đậu xanh vẫn không lên. Nãy giờ chỉ lên được có một cái món dạy thần 4 sao thôi. Lên 5 sao nào. Đậu xanh. Cái gada là mình thấy
buồn. Ê cái này đậu xanh cái gai đa này hơi buồn luôn. 4 tỷ đó mọi người à, dùng 4 tỷ vàng của một tháng lương đó, cũng một phòng 10 tháng lương để mà đi dập đồ. Dân chơi là có là đây nè, đậu xanh dân chơi là đây nè. Đấy, may mắn sẽ mỉm cười với mình hay là mình sẽ rơi xuống địa ngục đây. Đậu xanh sẽ hóa thành thiên thần sao đây. Bây giờ nếu mà nó không lên món nào nữa chắc mình buồn lắm mọi người. 4 tỷ mà lên được một cái món 4 sao thì cũng khá là buồn đấy. Đậu xanh em xin lỗi em đậu xanh nhiều quá, nhưng mà thôi mọi người xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Nhớ like đăng ký kênh giúp mình lên 100.000 người đăng ký sớm nhất. Đập đồ mà mình cứ tương tự như là đút vô đập thôi chứ đéo quan tâm là lên đi. Ê, trời ơi mình mọi người thấy là nó vừa phật cái chữ ghi ra đại ca làm tưởng cứ đâu là lên chứ. Ôi what the fuck what the hell sao sao what the fuck. Ôi vậy thằng sao sao mọi người một hit một sao sao. Ui có thông báo luôn, có thông báo luôn. Vâng vâng gặp chiến công đầu tiên có vẻ như không biết nói nên lời, kiểu như là lật mặt á kiểu gì. Từ độ nó trừ sắp nghèo vườn nhà mạc thành để nó lên cái giày xá sao ngon quá mọi người, quá ngon mọi người, không còn gì nói nữa. Lên xá sao là ngon cha mẹ người ta rồi. Trời ơi bạc mết bà thấy mình kiểu như thương xót cho tấm thân này đó nên bà quyết định là bà đập cho lên luôn mọi người. Biết sao giờ quá sơn. Nó thật cái gada này là chúa luôn, hồi nãy giờ đập nãy giờ không lên. Gada cùi ghẻ này, đậu xanh. Trời ơi may quá mọi người, tự nhiên nó lên cái dây thần chả biết nữa sao nữa. Là đã mình đã lên hai món rồi nha, một cái dây thần 3 sao lên 4 sao, một cái dây thần 5 sao lên 6 sao. Một cái dây thần 3 sao lên 4 sao là dây sức đánh đậu xanh mình, hết luôn hết vàng luôn. Ok thì còn 36 thổi cuối cùng nha mọi người, 36 thổi cuối cùng. Ôi, coi vẻ như là sắp hết, kẹt sắp cạn vàng 1.350 nữa thôi. Giờ mình sẽ không biết lên con, lên 5 sao nữa, lên nè, mày phải lên như đi chạy 5 sao, lên chạy 6 sao chứ. Nói chung là mình đã lên 2 món, mình cũng thấy khá là buồn, đậu xanh, sao có 2 món vậy, mình phải nghĩ nó sẽ lên 3 món chứ. Thôi, cái gai đa này, tao lại mày luôn á, tao lại mày. Nãy giờ đập hoài không lên, mình thời luôn cái gai đa đó, nó bị nguyền rủa rồi cái gì á, đậu xanh đập hoài không lên, 5 sao, có vẻ như là thành công đến với mình nó hơi chậm mọi người à. Nó cho mình một cái động lực đó là lên 6 sao rồi đậu xanh nó nghĩ lên luôn. Lên đậu xanh cái đà khốn nạn chó đẻ, cái đà khốn nạn. Dislike, 2 dislike luôn đậu xanh cái đà gì đâu trời. Cái đà đập đéo lên. Ok, tiếp tục cái dây thần trái đất. Chúc mừng con nhé. Ồ mình hoang tưởng rồi mọi người. Rồi luôn. Mọi người có để ý là nãy giờ mình đập cái gai đa phải 1 tỷ luôn mà nó đéo lên. Thề luôn. Gai đa khốn nạn còn chỉ còn 500 triệu duy nhất. 500 triệu duy nhất. Phong quay duy nhất. Con số gì đây? Con số gì ra? Có lên hay không? Đậu xanh. Cái dây thần xá xa này mình phán hết 7 sao nha. Đậu xanh rồi. 300 triệu cuối cùng. 300 triệu cuối cùng của thời. Của em đúng không anh? Mấy hai à? Ừ. Kimochi mấy hai à? Trời ơi 190 triệu vàng nữa thôi mấy hai à? Trời ơi lên có 2 món sao? Lắc luôn. 190 triệu vàng cuối cùng, 150 triệu vàng nữa. Liệu cái dây thần này nó sẽ giúp mình không? Không. Vẫn là gada ư? Đậu xanh. 110 triệu. What the hell? Lên đi kìa. Lên 4 sao luôn kìa. What the fuck? Ui. Đậu xanh. Ôi. Gì vậy? Ôi. Mọi người thấy cái gì không? Nhớ đăng ký kênh nhá. Đây, nhớ like đăng ký kênh. Đây, đậu xanh mình quất một phát mình chỉ còn 110 triệu vàng nữa thôi, mình lên phát lên 4 sao, lên phát lên 5 sao luôn. Đậu xanh cái nhẫn mà nãy giờ mình nói nó cho đẻ nhất thì nó cuối cùng nó lên. Nó đen như chó mực nhưng mà nó giờ nó cuối cùng còn 110 triệu vàng nó lên. Đậu xanh mình đéo hiểu tại sao mình đéo hay tại sao nó lên được luôn á. Đây, thì cuối cùng mình đã lên, tính ra mình lên 3 món nha mọi người. Thì cái nhẫn thật dạy thần sức đánh từ 3 sao đây lên 4 sao, một cái nhẫn thần rất là may mắn từ 3 sao lên 5 sao sức đánh nha. Hồi nãy mình lên đấy, mình lên còn 110 triệu vàng và cái dạy thần xe danh HB từ 5 sao lên 6 sao. Vậy là tổng là lên 3 món rất là ngon. Và cái gai đa này tại sao nó lên mình cũng không biết nó sao nữa. Không biết nói sao, chắc là admin nó biết mình đang làm một video nên chắc là vậy. Bây giờ mình sẽ tính
Như vậy thì bây giờ mình sẽ tính cho mọi người xem mình lại lỗ nha. Như vậy mình bỏ đầu tư ra là nãy là 4 tỷ vàng mình đặt đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tính lại lỗ đã. Dây thần xe gian á, thì nãy mình chưa nâng cấp thì giá nó khoảng là 2-3 sao chưa nâng cấp nha. Thì giá nó khoảng là 250 triệu. Và nếu mà lên 4 sao thì tầm được 500 triệu. Thì tính ra mình lời là 250 triệu. Lời 250 triệu tuôn cái nè. Nhẫn thần thì mình nghĩ là 3 sao tầm 500 triệu. Mà nếu lên 5 sao á thì mình nó được tầm 2 tỷ 5 nha. 2 tỷ 5 lận. Nhưng mà mình tính cho 2 tỷ cho gọn là mình lời 1 tỷ 5 cộng lại là 1 tỷ 750. Cái dây thần xe gian á thì mình nghĩ là giá tầm 1 tỷ 7. Mà nếu mà lên 5 sao 1 tỷ 7 nha. Nếu mà lên 6 sao mình tầm 5 tỷ lận. Mình nghĩ tầm vậy thôi. Tính lời là 3 tỷ 5. Vậy tổng lại là mình nếu mà 3 món mình lời được 5 tỷ 250 triệu. Không phải lời 5 tỷ 250 triệu nha. Mà mình bán ra được 5 tỷ 250 triệu. Và trừ cho cái số tiền á, cái số tiền là nãy mình úp mình đập á là 5 tỷ 250. Trừ cho 4 tỷ là cuối cùng mình lời được 1 tỷ 250 mọi người à. Quá là phê, sung sướng. Lời 1 tỷ 250 triệu, 1 tỷ 250 triệu. Wow, kiếm vàng không khó, rất là dễ mọi người à. May mắn như mình thôi. Ok thì xem video tới đây, like đến kênh. Bye nha, là tỷ 2 nha. Hui. Chỉ có tôi, em ơi, cho em trở lại làm tôi. Vì sao anh đã hoang mang cho mình chứ? Nhưng mà tôi có thể cho anh cả một cuộc đời.